Ở nhà nhá, trái chanh đây. Mày quẩy đi, phá bảnh đi. Lúc này hoàn thiện xong thì đẹp cực kỳ luôn. Sâu, nhà rộng. Nhà nó sâu. Đây có xích lô này, chưa tả nữa, phát hình thôi nha. Đấy, nhà tường đang sạch mà bôi bẩn. Mà ghét đấy nha. Ngủ trong đấy. Bác ơi. À đấy. Bên đây rồi. Sơn được vào là sơn này nhá. Sơn mai nhá. Sơn này nó không bay màu, nó bền. Bền nó cao nhá. Đây lên tầng 2. Này vẽ nhiều lắm, nhiều chỗ vẽ nhưng mà chán thì không muốn vẽ nữa rồi. Vẽ nhiều không vẽ nổi nữa. Nản lắm rồi. Mệt. Đây.